Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay công ty em sẽ giới thiệu một sản phẩm mới là một chiếc máy xay thịt cỡ lớn, công suất là 3 kW, sử dụng điện 220V, điện 2 chiều bình thường như mình. Máy thiết kế lưỡi dao kép rất sắc bén, một mẻ có thể xay được 5 kg thịt, tối đa được 5 kg. Chiếc máy rất là chắc khỏe, thiết kế rất chắc chắn từ nhà sản xuất. Đây một tờ đồng 100%, hàng Việt Nam chất lượng cao, mọi người cứ sử dụng không bị suy nghĩ. Chúng ta chỉ việc bỏ thịt vào, đóng nó lại và xay. Sau khi xay xong ấy, thì ở đây nó có một cái chốt, chúng ta sẽ nhấc ra. Ở đây có một cái tay cầm và đổ thịt ra ngoài, rất đơn giản. Công ty chúng em chuyên cung cấp các sản phẩm công lông ngư nghiệp và máy xây dựng. Em nhận dự án trên toàn quốc. Mọi người có nhu cầu hãy liên hệ với em xin cảm ơn.